Vâng, xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị khán giả. Hôm nay cơ sở Mộc Nam Huy sẽ cùng giới thiệu đến quý anh chị một bộ bàn với chất liệu là gỗ gõ đỏ lào, hay còn gọi là gỗ bên và gỗ cà te, một sản phẩm cực kỳ là hiếm và chắc chắn thì khi cơ sở giới thiệu đến sản phẩm này tới cô bác anh chị khán giả thì sẽ nhận được rất là nhiều những bình luận cũng như là những gọi là những góp ý cực kỳ là hay về cái sản phẩm. Thế thì đầu tiên, cơ sở chia sẻ với quý chị một chút về cái dòng gỗ này. Đây là một cái dòng gỗ rất là hiếm trên thị trường. Và với dòng gỗ gõ Lào hay là các dòng gỗ Campuchia thì nó cũng giống như là gỗ gõ đỏ của Việt Nam mình. À, cùng được gọi với cái tên chung là gỗ cà te. Dạ vâng, dòng gỗ này thì nó sẽ cứng cáp hơn, màu sắc đẹp hơn và vân gỗ nó cũng sắc nét hơn rất là nhiều so với gỗ Nam Phi. À, khi quý chị chúng ta xem một cái bộ bàn ghế... À bàn năm gỗ gõ lào ở đây à, quý chị nhìn xong quý chị nhìn qua bên này là chất liệu gỗ gõ nam phi thì anh chị nhìn thấy là cái màu sắc và đường vân nó khác biệt ngay đúng không ạ dạ vâng với sản phẩm này hiện tại cơ sở làm với tiêu chuẩn bàn kích thước rộng là 97 và chiều dài là 2m07 và được làm theo kiểu bàn Louis quý chị nhé à, mặt bàn hình bánh tây và kết hợp với các phần chân là chân Louis và dạ cũng vậy, dạ lui được đục chạm cũng như là lọng các chi tiết cong rất là đẹp. phần chân thì quý chị cùng xem với cơ sở em ạ. phần chân được anh em thợ lọng rất là đẹp từ cây phần chân đặc nguyên khối chân 14 như quý chị nhá. đó từng cái điểm hoa lá tây, từng những cái điểm nhỏ nhất anh em thợ đục rất là nét luôn. trên bàn thì cơ sở làm theo dạng mặt bàn khung tranh với khung ngoài dày hai phân rưỡi và ván trong là ván 1 phân hai quý chị nhá đây ván trong mà quý anh chị xem à, gõ lào mà bây giờ tìm được những cái kiểu mà à, mặt nguyên tấm như này thì cực kỳ là hiếm đấy quý anh chị nhá rất là độc đáo và rất là quý giá à, thêm nữa trên bộ bàn ghế này cơ sở thiết kế đi kèm là 8 chiếc ghế và 8 chiếc ghế ở đây cơ sở chúng em lựa được à, trong đô này chúng em sản xuất nó có 3 bộ nhưng mà chỉ lựa được duy nhất có một bộ này là có tiêu chuẩn là mặt ghế nguyên tấm dày 3 phân À, với gỗ quá lào bây giờ quý anh chị chúng ta tìm à, những cái mặt dạng như vậy à, cực kỳ là hiếm quý anh chị Đó, rất đẹp và giá trị đúng không ạ à, mẫu ghế thì được cơ sở làm theo kiểu mẫu ghế hoa lá tây à, nó cũng mang theo mình một cái phong cách của louis quý anh chị nhé. À, dáng ghế rất là mềm mại rất là dẻo Đó, kết hợp thêm các cái phần mặt ghế thì cơ sở làm cong tứ diện Đó. Chính xác thì đây là một cái mẫu ghế có thể nói rằng nó đẹp và không khác gì là cái mẫu ghế Louis như quý anh chị nhé. Chỉ có điều là nó đơn giản và nhẹ nhàng hơn mẫu Louis thôi. À, phần chân thì cơ sở cho anh em lọng cong, đó, tạo một cái điểm chân kết hợp với cái điểm vai cong luôn. Cho nên anh chị thấy rằng cái phần chân của nó rất là đẹp, nó cong rất là đều. À, mẫu này thì thiên về độ cong, từ cái ghế cho tới cái bàn là tất cả đều làm cong hết quý anh chị nhé. Mặt bàn bánh tây, để cong tứ diện rất là đẹp. Dạ vâng, à, thêm nữa thì uh, trên cái dòng gỗ gỗ nào này uh, Chia sẻ thêm cho quý anh chị chúng ta uh, Thứ nhất là về màu sắc Cái thứ hai là về độ vân Và cái thứ ba đó là cái độ quý hiếm của nó uh, Cách đây khoảng chừng vài chục năm thì uh, các cái dòng gỗ này uh, Bà con mình có rất là nhiều đúng không ạ Sử dụng rất là nhiều Nhưng mà càng về sau thì cái dòng gỗ này nó lại càng hiếm Bởi vì cái nguồn cây càng ngày thì nó càng ít đi À đây là một cái dòng gỗ có thể nói rằng là cách đây vài chục năm bà con chúng ta dùng thì đã biết gọi là quá rõ về cái chất lượng của nó rồi. đó Còn bây giờ thì do là cái giá của những cái dòng này nó cao và nguồn gỗ Lam Phi thì bây giờ nhập về nó dồi dào Thế cho nên là phần lớn bây giờ khoảng chừng 95-96% là tất cả các sản phẩm là gỗ Lam Phi. Thì đây gỗ Lam Phi thì quý anh chị cũng có thể xem là như chiếc tủ rượu ở đây. Anh em đang làm ổ khóa đây thì quý anh chị thấy rằng là cái màu sắc của cây nam phi ấy thì lúc nào nó cũng có phần nó nhạt hơn đường vân của nó nó mờ hơn đó, nhưng mà khi mà nó kết hợp với gõ lào chẳng hạn đi ví dụ như là những tấm ván cánh này trên cái tủ này hoặc là cái tủ áo ở bên trong này là quý anh chị nhìn ra ngay đó là cái chất liệu của cây gõ lào nhìn nó nó khác ngay vân nó đẹp và màu sắc của nó là nó nó, 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 nó có cái phần gọi là đẹp hơn nhỉnh hơn đúng không ạ và với chất liệu của gỗ gõ, gõ lào đây là sản phẩm cơ sở bên em hoàn thiện với tiêu chuẩn là 68 68 triệu sơn hoàn thiện hết đầy đủ tặng kèm kính mặt bàn à, cô ba bà anh chị có thể ghé xưởng kiểm tra thoải mái tất cả chi tiết trên dưới trong ngoài ở đây chúng em quay cho quý anh chị cả dưới gầm của cái bàn để quý anh chị xem và đánh giá về cái sản phẩm chúng em làm cho nó thực tế quý anh chị nhé đó hàng thì chúng em cho anh em sơn rất là tỉ mỉ rất là đẹp cho đây là những cái đường nét khe kẽ là cho anh em làm rất là sạch sẽ đây là một cái sản phẩm rất là đẹp với quý anh chị Dạ vâng, bộ bàn này thì quý anh chị chúng ta có thể sử dụng trong phòng khách cũng được Trong phòng bếp cũng được, quý anh chị nhé Làm bàn ăn hay làm bàn dài, tất cả đều rất là ok Hiện tại thì đối với tất cả các dòng gỗ cà te Có thể nói rằng Việt Nam, Lào và Campuchia Thì bây giờ chỉ còn có cây của Lào và cây của Campuchia để chúng ta sử dụng thôi Chứ còn cây của Việt Nam thì bây giờ đã không còn rồi quý anh chị nhé Từ những năm là 1993 thì uh, mọi người biết rằng là cây gõ đỏ của Việt Nam đã được đưa vào danh sách bảo tồn, cấm khai thác rồi. Cho nên là gõ của Việt Nam thì bây giờ đã không còn. Bây giờ chỉ còn gõ lào với gõ cam để chúng ta dùng thôi. Nhưng mà với số lượng cũng uh, rất là ít, chứ không có nhiều. Dạ vâng, uh, thông tin về một bộ bàn uh, chất liệu gỗ qua đỏ uh, Cate để giới thiệu với tất cả quý chị trong video ngày hôm nay. Uh, ngoài ra thì uh, cơ sở cũng có một bộ nữa uh, thuộc tiêu chuẩn bàn hình chữ nhật, uh, vẫn tiếp tục là chân lui À, ghế thì được làm theo tiêu chuẩn là mặt ghế khung tranh à, Bộ này thì rẻ hơn 2 triệu à, Với giá cụ thể là 66 triệu quý anh chị nhé à, Bộ này thì giá mềm hơn Nhưng mà mặt vân của nó thì uh, vân nó đẹp hơn quý anh chị nhé à, Mặt vân đẹp hơn à, Bên này thì cơ sở cũng có một bộ nữa à, Bàn hình oval à, Thay vì là chân uh, lui Thì ở đây chúng em có là chân đặc nguyên khối à, Trụ đặc nguyên khối trụ 27 Đấy, Cực hiếm Bây giờ siêu tầm cái trụ này cũng gọi là khó này và mặt vân thì nó cũng sẽ đẹp hơn quý anh chị nhá. Mặt vân khung tranh thì nó sẽ đẹp hơn. Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý anh chị đã cùng theo dõi video này. Bộ này sẽ có tiêu chuẩn hoàn thiện giá là 64 triệu. Còn rất là nhiều những sản phẩm khác tại cơ sở. Quý anh chị cùng tham khảo thêm ở trong mục video cũng như là anh chị có thể gọi trực tiếp cho cơ sở qua hai số điện thoại được ghi trực tiếp trên màn hình để cơ sở chúng em tư vấn cho quý anh chị một cách chi tiết và rõ ràng nhất. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.